Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn là lô hồng vuông Nhật Bản và một số loại hồng giòn. Hiện tại nhà em đã bắt đầu có thể xuất bán ạ. Em đang quay ở đây là cây hồng vuông Nhật Bản, cây giống, cây mới ghép nhé các bác nhé. Cây mới ghép, hiện tại thì cái mầm ghép của nó lên được tầm khoảng 30 đến 40cm rồi. Có một số cây thì đang có hoa luôn. Hồng này các bác trồng từ 2 đến 3 năm là cây có quả, bói quả. Hồng vuông Nhật Bản là một loại hồng mà quả ăn ở trên cây. Quả có thể ăn ở trên cây mà không cần ngâm hay giấm gì cả. Quả ngả sang màu vàng là cô bác, anh chị và các bạn có thể vặt xuống và ăn luôn rồi. Hồng Nhật Bản này cũng rất là dễ trồng, ít khi bị sâu bệnh ạ. Ở miền Bắc hoặc là các khu Đà Lạt hoặc những tỉnh Tây Nguyên thì có thể trồng được cái hồng vuông Nhật Bản này nhé các bác nhé. Có rất là nhiều cây đang có hoa rồi ạ. Nhưng những cái hoa này thì chỉ là hoa sinh lý thôi. Hoa này thì có đậu quả thì cây cũng không thể nuôi được ạ. Cô bác, anh chị và các bạn có nhu cầu trồng cái hồng vuông Nhật Bản này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0977 516 966 nhé. Lá hồng vuông Nhật Bản thì lá khá là tròn lá. Lát nữa em sẽ quay cây hồng giòn, hồng ngâm cho cô bác, anh chị và các bạn xem. Hai lá cây nó hoàn toàn khác nhau ạ. Trong các loại hồng thì hiện tại hồng vuông Nhật Bản này là loại cây có giá thành cao nhất. Hồng này cũng là một loại hồng dễ trồng cực kỳ luôn nha các bác nhé. Hồng vuông Nhật Bản này thì có một cái đặc điểm là rất là lâu lớn. Mỗi năm cây chỉ phát triển thêm được khoảng 15 đến 20cm thôi ạ. Chính vì thế cho nên khi mà những cái cây lớn em bán cho cô bác, anh chị và các bạn ấy, thì bao giờ em cũng dặn mọi người là hạn chế cắt cành. Còn đây là hồng ngâm nha các bác nhé. Đây là cây hồng giòn ngâm. Năm nay nhà em có hồng giòn ngâm, hồng Bắc Cạn, hồng Lạng Sơn và có cả hồng da tre nữa. Hồng da tre cũng là một loại hồng đặc sản, mấy năm nay cũng rất là nhiều người tìm kiếm. Cái hồng da tre này cực kỳ là ngon ạ. Hồng da tre này cực kỳ là ngon, quả tuy bé một tí thôi nhưng mà ăn thì có vị rất là đặc biệt. Cái vỏ của hồng da tre này rất dày nhá các bác nhá. Cái vỏ của hồng da tre này rất dày luôn ạ. Năm nay nhà em có mấy loại hồng, cô bác, anh chị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái dòng, cái loại hồng nào thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em. Nhà vườn em thì mùa này thì khá là bận, có thể là cô bác, anh chị và các bạn gọi thì không gọi được hoặc là máy bận thì cô bác, anh chị và các bạn vui lòng gọi lại hoặc là mình nhắn tin vào số này hoặc Zalo cái số này luôn nhé các bác nhé. Số này của nhà em có sử dụng Zalo và không chặn tin nhắn của người lạ, cô bác, anh chị và các bạn cứ gọi hoặc là nhắn tin vào, em sẽ trả lời nhanh nhất ạ. Hồng vuông Nhật Bản thì cô bác, anh chị và các bạn nhìn lá là biết ngay. Cái lá của hồng vuông Nhật Bản này tròn hơn lá của các loại hồng khác. Chỉ cần nhìn qua lá là có thể biết rồi. Nhà em có cả cây to mà đã có quả nhiều năm rồi nha các bác nhé. Cô bác, anh chị và các bạn có nhu cầu mua cây to thì nhà em cũng có luôn. Nhà vườn em tự làm, số lượng cũng nhiều cho nên cô bác, anh chị và các bạn muốn lấy số lượng lớn thì cứ gọi điện trực tiếp, em sẽ báo giá cụ thể. Tất cả ở đây đều là hồng vuông Nhật Bản đấy ạ. Mấy năm trở lại đây thì hồng vuông Nhật Bản rất được ưa chuộng luôn. Tại vì giá thành cao, đặc biệt là quả rất sai. Cây thì dễ trồng và dễ chăm sóc, rất ít khi bị sâu bệnh nữa.
Cái hồng giòn này cũng có rất nhiều cây đang có hoa hoặc là có quả nhỏ nhé các bác nhé. Hồng giòn này, hồng hồng ngâm này cũng rất nhiều cây đang có hoa hoặc là có quả. Hồng ngâm thì cái lá của nó dài hơn một chút, các bác nhìn lá là biết luôn. Hiện tại thì nhà vườn em có hồng nhân hậu, hồng đỏ chín tháng 8 như quả cà chua ấy ạ. Và hồng ngâm các loại, hồng da tre. Tùy theo nhu cầu của cô bác, anh chị và các bạn, nhà vườn em sẽ tư vấn cụ thể từng loại cho cô bác, anh chị và các bạn lựa chọn ạ. Cái hồng vuông Nhật Bản này thì quả rất là sai, quả vuông và hơi dẹt một chút. Ở Lạng Sơn cũng có một loại hồng vuông nhưng mà không phải hồng Nhật Bản, chỉ là hồng quả vuông thôi, nhưng quả đấy thì các bác phải ngâm, quả đấy mà không ngâm thì không ăn được ạ, rất là chát. Chỉ có mỗi hồng vuông Nhật Bản là một loại hồng không cần phải ngâm mà cô bác anh chị và các bạn vặt xuống ăn được ngay. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Cô bác anh chị và các bạn cần tư vấn về các loại cây gì thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0977 516 966 nhé.